Hello, xin chào cả nhà. Và nay là mình biết được một thông tin là ngày big update cái thời đại sát thủ ở cái bản chính thức Liên Quân Mobile Việt Nam. Và hôm nay mình gọi là mình thông báo cho anh em một tin rất là chính xác và có thông tin đầy đủ. Đây, nếu mà anh em không tin thì có thể vào trang Liên Quân. Đây là mình chia sẻ công khai trên cái fanpage của mình nhá. Còn đó, anh em bấm vào này. Đây nhá, nếu mà anh em không vào được Facebook, không có Facebook thì anh em có thể vào trang đi tìm liênquân.garena.vn. Đấy, VN. Đó, cái này là thông báo mới nhất rồi, anh em ấn vào. Đây, thông tin đây. Rồi, đây là trang chủ của Liên Quân Mobile nhá. Nóng big update thời đại sát thủ sẽ được cập nhật từ 4 giờ sáng ngày 11 tháng 7. 11 tháng 7 à, hôm nay là ngày... hôm nay thứ hai và là ngày mùng 10 tháng 7. Wow, thế là sáng mai, 4 giờ sáng mai chính thức là cái bản update thời đại sát thủ nó sẽ cập nhật ở Liên Quân bản chính thức Việt Nam. Ok, các kiện tướng thân mến, đến hẹn lại lên. Liên Quân Mobile sẽ chính thức có bản big update mới sau phiên bản tứ phương đại chiến ra mắt đầu tháng 4. Trong tháng 7 này, chúng ta sẽ đón chào một bản cập nhật mới mang tên thời đại sát thủ. Quá là tuyệt vời. Thế là mai có update rồi. Và anh em không phải ngóng trông làm gì nữa. Ôi giời, đợi mãi. Rồi, cái tên nói lên tất cả. Bản cập nhật sắp tới chúng ta sẽ đón chào rất là nhiều vị tướng mới và có vai trò sát thủ, cùng với hàng loạt chỉnh sửa về tướng, trang bị cũng như là chức năng trong game. Thời đại sát thủ hứa hẹn sẽ đem đến cho các kiện tướng rất nhiều trải nghiệm mới lạ và thú vị. Thời gian update bản cập nhật mới được dự kiến sẽ diễn ra từ 4 giờ sáng ngày mai, đó là ngày 11 tháng 7. Các kiện tướng nhớ lưu ý là tránh vào trận trong khung giờ này để không bị trừ điểm uy tín. Rồi, ok, nếu mà để an toàn thì sáng mai anh em không nên đăng nhập từ 3 giờ cho đến tầm 7 giờ. Thì 7 giờ sáng thì để có thể là chuyển từ mùa 2 sang mùa 3. Mùa từ mùa trước sang cái mùa thời đại sát thủ thì gan Liên Quân Mobile cần phải mất một khoảng thời gian phải gọi là vài tiếng để có thể là chuyển giao được cái bản cập nhật mới nhất đó. Rồi, sao nào? À đây, có lưu ý bản update bản big update thời đại sát thủ sẽ không đi cùng với reset danh. Ô tuyệt vời. Thời gian xin reset danh sẽ được thông báo trong các bài viết trên trang chủ và fanpage của Liên Quân Mobile. Tuyệt vời nha. Thế là hiểu rồi. Anh em hiểu chưa? Là ngày mai nó sẽ update cái thời đại sát thủ big update và nó sẽ chưa reset danh. Danh của anh em thì nó vẫn như cũ thôi. Nếu mà có ngày reset danh thì chắc chắn Liên Quân Mobile sẽ thông báo và chắc chắn mình sẽ làm thêm một clip để thông báo cho anh em để anh em biết được. Chứ còn nếu mà thông tin như kiểu trên Liên Quân Mobile này thì rất nhiều anh em không chịu khó đọc bài của Liên Quân Mobile hay chia sẻ. Thế nên là mình mới làm clip này để hướng dẫn anh em và thông báo cho anh em thôi. Thông báo anh em là ngày mai, chính thức ngày mai. Ngày mai là thứ 3, ngày 11 tháng 7 nó sẽ update cái thời đại sát thủ và chính thức ra mắt cái thời đại sát thủ. Rất là nhiều sát thủ khỏe cùng với là chưa reset danh. Rồi, ok, với những cái món đồ mới sắp ra mắt và nó chưa reset danh nha. Nếu mà reset danh thì chắc chắn thì anh em sẽ bị tụt hạng, nhưng mà tụt 1-2 bậc thôi, không tụt đến danh đồng đâu. Ok, thông tin đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, và chia sẻ video này giúp mình để mọi người cùng biết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.